Trung tâm cây giống Tam Đảo xin chào bà con. Và hôm nay chúng tôi lại quay trở lại để tiếp tục làm cho bà con những video để giới thiệu cho bà con những cái thông tin bổ ích về từng dòng giống cây lâm nghiệp. Và hôm nay chúng tôi chỉ làm về cây lâm nghiệp và đặc biệt là một loài cây gỗ đã được đánh giá là một trong những loài cây gỗ top 1 và cây gỗ rất là quý. Thì bà con cũng biết được rằng cây chắc đỏ hiện nay là một trong những loài gỗ cực kỳ nặng và chắc là loài gỗ có giá trị trên thị trường hiện nay. Thậm chí những bộ bàn ghế có thể lên tới hàng tỷ đồng chỉ là do những cái chất gỗ chắc cực kỳ tốt. Đó. Thì bà con cũng xác định được rằng kể cả chúng ta trồng cây chắc đỏ này về lâu sau này thì cái cây chắc này cũng là một trong những cái loài cây nếu có giảm giá vẫn là những cái cây có giá trị và cái giá thành bà con thu được lại nó vẫn có lợi nhuận và không bị thua lỗ. Đặc biệt là chúng tôi muốn giới thiệu với bà con để bà con có thể xác định được chúng ta có cái mục tiêu trồng và cái cây sau này chúng ta trồng để làm gì. Thì chắc đỏ hiện nay bà con trồng thì có thể làm được rất nhiều những loài cây khác nhau, ví dụ là nhiều cái công trình khác nhau. Ví dụ bà con có thể trồng làm cây công trình bán cho các dự án, làm cây công trình bóng mát thì bà con sẽ trồng theo từng cái kỹ thuật khác nhau, hoặc bà con chúng ta trồng tại đất nhà hoặc đất đồi địa phương thì chúng ta phát triển lâm nghiệp để lấy gỗ thì chúng ta lại có những cái kỹ thuật trồng khác. Thì hôm nay chúng tôi sẽ làm một cái video để hướng dẫn bà con. Thứ nhất là giới thiệu bà con về giống gỗ chắc. Cái thứ hai chúng tôi muốn giới thiệu cho bà con về cái kỹ thuật chúng ta trồng cây gỗ chắc làm sao để cho đảm bảo nhất. Đây bà con đã có thể nhìn ở đây là tại trung tâm cây giống Tam Đảo chúng tôi hàng năm thì có nhân giống và phát triển rất nhiều các giống cây lâm nghiệp, đặc biệt trong đó là có cây gỗ chắc, một trong những giống cây mũi nhọn có giá trị kinh tế cao. Và chúng tôi luôn hướng tới bà con những cái giống cây chúng ta trồng để sau này phát triển kinh tế cho địa phương và đặc biệt là chúng ta có thể xóa đói giảm nghèo cho bà con nhờ những cái giống cây lâm nghiệp có hiệu quả kinh tế. Và ngoài ra cái kỹ thuật trồng nó đóng góp cái vai trò rất quan trọng trong cái quá trình chúng ta trồng và phát triển cây gỗ lâm nghiệp, trong đó là cũng có cây chắc đỏ. Vậy cái kỹ thuật của cái trồng cái cây chắc đỏ nó ra sao thì hôm nay xin mời bà con cùng chúng ta cùng theo dõi để sau đây chúng tôi sẽ tư vấn tốt nhất cho bà con về cái kỹ thuật trồng. Đối với cây chắc đỏ này bà con trồng chúng ta trồng như nào? Chắc đỏ thì trong cái khoảng thời gian đầu, một năm đầu thì thân của nó rất là mềm, dai và mềm, bởi lẽ là nó chưa phát triển lõi ở bên trong từ cái cây bố mẹ, cho nên là chúng ta trồng, kỹ thuật trồng chúng ta sẽ trồng phải đảm bảo như nào? Thì trước khi chúng ta trồng thì bà con cần phải xử lý phát thực bì. Chúng ta xử lý đất để đảm bảo loại trừ hết những cái cây cỏ chứa mầm bệnh gây hại xung quanh cái đất chúng ta chuẩn bị trồng cây lâm nghiệp. Cái thứ hai nữa là chúng ta phải loại bỏ được hết những sâu bệnh lấm gây hại có ở trong đất. Đó. Vậy cái phương pháp chúng ta xử lý như thế nào thì xin mời bà con là chúng ta cần phải chủ động phát thực bì sạch khu đất chúng ta chuẩn bị trồng cây lâm nghiệp. Cái thứ hai là chúng ta đốt để đảm bảo loại trừ được hết sâu bệnh, đặc biệt là lấm gây hại, các sâu bệnh gây hại có chứa trong những cái cây cỏ ký sinh xung quanh. Sau khi chúng ta trồng xong thì chúng ta trồng theo cái khoảng cách cự ly tùy vào những mục đích chúng ta trồng. Ví dụ như chúng ta trồng cây để phát triển dự án, sau này bán cho dự án thì chúng ta trồng cái khoảng cách cự ly nó rất là dày, thậm chí 2m x 3m. Nhưng nếu như chúng ta trồng để phát triển lâm nghiệp thì chúng ta trồng cây chắc đỏ thì chúng ta có thể trồng từ 4-5m trên một cây để đảm bảo cái khoảng cách cho cái cây nó phát triển đúng theo khoa học và nó có đủ cái khoảng rộng để tiếp thu với ánh nắng mặt trời và nó hấp thụ được những cái vitamin cũng như là tia cực tím của mặt trời để cây nó phát triển. Vì đây cái cây chắc đỏ là một trong những cây nó ưa sáng, ưa ánh nắng chứ nó không chịu trong bóng tối. Và cây chắc đỏ là một trong những loại cây phát triển chiều cao rất là tốt. Đó. Thì sau khi bà con xử lý xong cái khu vực thực bì thì chúng ta đào hố kích thước hố là 40x40 để đảm bảo chúng ta có thể bón nót cho cái cây. Sau khi chúng ta đào hố xong thì trước khoảng 10 ngày đến 15 ngày để chúng ta lên chủ động loại trừ thêm một lần nữa sâu bệnh có trong đất, là chúng ta rắc một lớp vôi bột để đảm bảo loại trừ được hết cái nấm này, sâu bệnh chứa trong đất này, các loại côn trùng ký sinh ở trong đất chúng ta có thể xử lý bằng vôi bột. Nhưng đặc biệt là sau 10 ngày đến 15 ngày thì chúng ta mới được trồng cây. Đấy. Và ngoài ra thì vôi bột nó còn có cái tác dụng là bổ sung cái độ pH cho đất và một số chất dinh dưỡng cần thiết cung cấp cho cây thì rất tốt nếu như bà con có thể áp dụng được.
Sau đó là chúng tôi ưu tiên trồng cây lâm nghiệp thì bà con có điều kiện để chúng ta lên sử dụng phân chuồng hoại mục. Đối với một gốc là bà con trồng cái cây này thì bà con cho từ 1,5 đến 2 kg cân phân chuồng. Đấy. Và hàng năm thì 6 đến 8 tháng thì bà con nên chủ động là vun gốc, làm cỏ và bón thuốc cho cây để đảm bảo cho cái cây nó đủ chất dinh dưỡng trồng và phát triển cây lâm nghiệp. Đó. Và cái cây chắc này thì bà con bất kỳ một cái cây nào chúng ta cũng cần phải chăm sóc, chúng ta tâm huyết, chúng ta trồng thì cây nó sau này nó phát triển mới tốt. Cái cây chắc đỏ cũng vậy, sau khi bà con trồng xong đó, thì bà con có thể cắm bên cạnh một cái cây giá cố định để đảm bảo chúng ta giữ cho cái cây chắc đỏ mọc theo phương thẳng đứng, để tránh tác động của ngoại lực là thời tiết, mưa gió, bão là nó sẽ làm cho cái cây chắc đỏ nghiêng và không mọc theo phương thẳng đứng. Thì sau này cái cây lâm nghiệp nó phát triển nó sẽ không được thẳng và không được đẹp, và đặc biệt nó làm giảm cái quá trình phát triển của cây. Đó. Thì buổi sau chúng tôi sẽ tiếp tục làm những cái video hướng dẫn bà con về cái thổ nhưỡng và từng cái vùng miền chúng ta trồng được cái cây chắc đỏ. Đối với cái cây chắc đỏ này thì nó không khăn về từng vùng miền và cái kỹ thuật trồng nó cũng rất khá đơn giản. Tuy nhiên nếu bà con áp dụng được đầy đủ thì cây nó phát triển rất là nhanh, rất là tốt và nhanh đem lại cái nguồn thu kinh tế cho bà con. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại bà con trong những video tiếp theo của Trung tâm Cây giống Tam Đảo. Đừng quên ấn đăng ký kênh để được theo dõi những video mới nhất của chúng tôi. Để mua cây giống thì liên hệ trực tiếp theo số điện thoại chúng tôi đã để bên dưới màn hình hoặc add Zalo để được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi tư vấn tốt nhất.